Cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lên cái clip này để quay chia sẻ với cả nhà mình một cái cây mai gốc nhớt ghép mai trắng già mùa ha. Thì cây này là em chia sẻ thôi, em không có giao lưu nha cả nhà. Nói chung là để làm cây mẫu cây nái cho mấy anh em mình xem. Thì em chỉ giao lưu những cây giống thôi ha. Thì cái này thì trồng khoảng được khoảng hơn 2 năm nè cả nhà. Cao hiện tại thì cao khoảng 70 cm ha, cao khoảng 70 ở nhà coi. Phải nói là em làm mai sắn này cũng khoảng từ hồi có tới giờ chắc tầm khoảng 4-5 năm rồi. Nhưng mà em chưa được nuôi được cây nào như thế này ha. Phải nói là nó nhìn nó hấp dẫn lắm cả nhà, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vì có thì mình bán hết, mình không có nuôi được như người ta nuôi chơi thì nó có được những cây già như thế này. Còn em là làm để bán nên ít có giữ được lắm, nhưng mà cây này ráng giữ không biết sao hết cả nhà. Cây này ráng giữ thôi, phải nói là cực kỳ dễ thương, cực kỳ thu hút luôn ha. Thì cái này thì dành cho những cái tín đồ mà thích mai xoắn thôi. Cũng có một số anh em hồi không thích cái dòng này ha, thích cây phải ra phải ngay phải thẳng ha. Thì mọi người ngồi nghĩ mọi người có sở thích, mình phải tôn trọng sở thích của người khác ha. Cả nhà cái gốc không có to nha, và cái thân cái chột ghép nó thì lớn hơn tay cái em, cao nè 1, 2, 3 thì cao khoảng 70-80 cm gì đó. Tán ngang rất là rộng, nó nhìn rất là dễ thương ha. Tết nó nở một cái rực rỡ luôn cả nhà, Tết nở rực rỡ luôn, tuyệt vời chưa. Thì những cái cây mai xoắn mà em giao lưu với cả nhà mình đó, mình nuôi mình dựng đọt lên thì sau này nó cũng cũng sẽ như thế này thôi ha, sau này nó cũng sẽ như thế này thôi, nó cũng rất là mau. Vì em có một số em đang nuôi ở dưới đất các cả nhà, nuôi cái tốc độ phát triển cũng rất là nhanh ha. Thì do đó chúng ta đem về nuôi em thấy chắc cũng khá là ok đó. Và đây nè cả nhà, thì nếu như mà mấy anh em nào mà thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube của em á thì cũng biết những cái lô mai này nè. Những cái lô mai này thì em trồng khoảng nay chắc khoảng 6-7 tháng ha, là từ những cái cây mai rất là nhỏ thôi, những cây mai sắn rất là nhỏ thôi. Tầm 6-7 tháng thì hiện tại nó cao tầm khoảng 4 tấc ha. Thì những cái cây này thì những cái là giống cúc thì em cắt em đôn rồi, thì cái mùa này phải cắt đôn để cho nó lên lại ha. Thì còn những cái mai sắn thì em chờ ít bữa nữa em sẽ cắt lấy bo mới bắt đầu đôn ha. Thì chắc tầm khoảng 1 năm nữa thì cái mai mà em trồng thì nó được khoảng như cây chúng ta đang xem trước á ha. Thì nó lớn cũng rất là nhanh cả nhà, lớn rất là nhanh, mới mấy tháng thôi đó, như mấy anh em thấy đó ha, mới mấy tháng thôi. Mấy anh em mà thường xuyên theo dõi kênh của em thì cũng biết cái giai đoạn mà em trồng đây. Thì thứ nhất là cái dòng này, thứ hai là dòng cúc Thọ Hương ha, thì phát triển rất là nhanh luôn đây, cả nhà mình thấy ha, cái cốt bự chảng luôn nè, thấy chưa. Thì nó cao cũng tầm khoảng 4 tấc em ơi, thì trồng mới mấy tháng thôi, phải nói là rất là thích luôn cái dòng này cả nhà. Thì thấy nó đạt cũng hiệu quả rất là ngon luôn ha. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số cây thì nó kiểu như nó si sẵn. Tại hồi xưa cả nhà mình biết năm rồi á, thì cái giai đoạn này á, thì cái cây mai quắn rất là hút, nên em trồng toàn là cây cặn thôi. Cây nào mạnh thì lên, còn không mạnh thì nó cũng yếu như vậy nha. Yếu nhưng mà giờ nó cũng khoảng 2 tấc, là mới mấy tháng thôi nha. Thì năm rồi là trồng hoàn toàn là cây cặn không. Tại năm rồi mai của sắn rất là hút, mấy anh em mua cũng biết. Mới dở bịch thôi là em đã bốc em bán rồi ha. À, cả nhà mình coi những cây nó mạnh nó lên nè. Thì thí dụ như những cây mà em giao lưu cả nhà mình hoàn toàn là cây mạnh không, chứ không có những cây cặn như năm rồi. Tại năm rồi phải nói là cái giống nó cực kỳ hút luôn ha. Đó, cả nhà mình thấy ha, lên rất là đã luôn, cao 4 tấc hết đây. Thì đem xuống đất trồng với cái mô hình như thế này nè cả nhà, nó mau lớn lắm nè. Cúc Thọ Hương em cũng chờ lấy bo nè. Cúc Thọ Hương giờ cao 6-7 tấc hết rồi ha. Thọ Hương thì khỏi phải nói, phát triển nó phải nói, tốc độ phát triển rất là kinh luôn. Em trồng năm năm rồi thì vào đầu mùa mưa, đầu mùa mưa lối tháng 5 tháng 6 gì này nè, như cây bên này nó to hơn nè cả nhà mình thấy không, đây đã chưa, nó mai sắn không á, nó cao, cây này cao 5-6 tấc luôn nè, nó ra tùm nè, mới mấy tháng mà ra vậy nè cả nhà. Thì mấy anh em có cái hướng trồng thì alo em, thì đem về mình trồng. Rồi cái quá trình mà mình nuôi này nó có cái vấn đề gì thì alo em sẽ hướng dẫn tận tình thôi.
À, bây giờ mang những cái hàng mai cúc này em cắt đơn rồi ha, tầm vài tháng nữa thì em sẽ quay chia sẻ cho cả nhà mình xem. Thì em trồng khoảng cũng được 1.500 cây đủ loại vậy đó. Thì cả nhà mình có cần mà trồng cái loại nào mà có gì thì alo em. À, và đây là mai giống bên vườn nhà em ha. Thì hiện tại bên vườn nhà em chỉ còn cái loại là 100 với 150 ngàn ha. 100 ấy thì nó cả tầm khoảng 1 tấn, 1 tấn mấy thôi nha. Còn 150 ngàn thì nó cao từ khoảng 17 tới 20 phân ha, 17 tới 20 phân thì nó như thế này. Để em lấy ra cho mấy anh em mình xem. Thì nó nằm chạng như thế này ha. Thì những cây như thế này nè, về chúng ta nuôi chúng ta bấm đọt thì nó sẽ bung tàn như như cái cây mẫu em vừa cho cả nhà mình xem ha. Thì cái cây mà em thì em rất thích những cái cây mà cắt lùn ha. Cắt lùn sau này thì sẽ nó lên như cái cây mẫu, nó sẽ không có bị đơ một khúc. Còn một số anh em thì kích cắt cao đằng cho nó rớt xuống, nhưng mà khi mà chúng ta nuôi về lâu về dài á, nó sẽ bị đơ một khúc, nó nhìn nó mất thẩm mỹ ha. Còn khi mà mình cắt lùn vậy á, thì từ dưới nó mọc lên, sau này nó liền cốt lại thì chúng ta thấy nó có vẻ như là một cái cây riêng luôn ha, chứ nó không còn là một cái cây mai ghép nữa. Thì mỗi người ý nha, riêng về em thì cái quan điểm nó vậy. Thì bên vườn nhà em giao lưu với cả nhà mình những cái cây mai như thế này ha, từ 100 tới 150 ngàn đồng một cây ha. Ví dụ như cái này là 100 ngàn đồng một cây nè. Mà thì cái loại 100 thì từ 5 cây em bao phí ship nha, còn cái loại 150 thì từ 3 cây em bao phí ship nha cả nhà. Thì anh em có nhu cầu thì ủng hộ em thì liên hệ trực tiếp bên vườn nhà em ha. Liên hệ trực tiếp với số của em. Thì hiện tại bên vườn nhà em thì Tết nay bán thì tầm khoảng 3.000 cây, hiện tại còn khoảng 500 cây thôi. 500 cây cuối cùng thôi ha. Cái hàng 100 ngàn thì với 150 ngàn thì nó một cỡ thôi. Nó khác nhau là cái chiều cao thôi nha cả nhà. Khác nhau ở cái chiều cao thôi. Thì ví dụ như cả nhà mình thích cao thì mình lấy cao, thích lùn thì lấy lùn. Có những cái cây nó lùn nhưng mà nó rất là dễ thương ha. Cây lùn nhưng mà rất dễ thương. Cỡ này là bắt đầu về mình rong lá ha. Rong lá ra cho nó phát triển, chứ không nó ôm nụ nó nở bông ạ. Như vậy thì là bắt đầu là nó có nụ rồi nha cả nhà. Nè mấy anh em thấy không? Cái nụ này thì chúng ta lặt lá ra nó sẽ ra bông nha. Lặt lá ra sẽ bắt đầu ra bông đó. Rồi thì em nhắc lại một lần nữa ha, bên vườn nhà em giao lưu mai sắn là 100 với 150 ha. Thì 150 thì từ 17 phân tới 20 phân. Còn còn 100 thì 15 phân đổ lại. Thì loại 100 ngàn thì từ 5 cây em bao phí ship, và loại 150 thì từ 3 cây em bao phí ship cả nhà mình ha. Thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây ha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà nha. Em cũng xin nói thêm một vấn đề nữa ha. Thì bên vườn nhà em có tất cả các loại giống mai trên thị trường. Thì mấy anh em có nhu cầu cái loại nào thì alo cho em ha. Từ những dòng cúc, dòng dảo, rồi những cái dòng hot nhất thị trường hiện nay như là siêu bông Sài Gòn và tiếng vua ha. Tiếng vua. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây ha. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là thật là nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.